Sử à, đang làm gì đấy? Để xuống ránh nhá, để cho nó cao lên đúng không? Ê, cẩn thận ơi! Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu cô bác. Thời tiết ở trên vùng cao thì vào mùa đông ở trên này thì khá là lạnh cô bác ạ. Kèm theo đó còn mưa phùn khá là nhiều. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu chia sẻ xem là hiện tại ngôi nhà dần vào hoàn thiện rồi thì ba ông cháu là đang làm công việc gì các bác nhé. Theo như cháu Lực tìm hiểu thì chắc là mùa này vào mùa đông ấy, thì là mấy ông cháu chỉ ở nhà là lấy củi hay là ngồi gần cái bếp lửa để sưởi ấm thôi các bác ạ. Hãy nhìn từ xa xa thì một cái màu mà khá là nổi bật ở trên chỗ nền nhà với lại trên chỗ khu mà ba ông cháu đang ở các bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực đang bảo các anh thợ cơ khí, đội cơ khí các bác đang tiến hành là vào làm cửa rồi. Hôm nọ thì các anh cũng là lên đo cửa cho đục cho cháu Lực sắn rồi các bác ạ. Chắc độ tầm là 2-3 ngày nữa, tầm độ 3 đến 4 hôm nữa thì chắc các anh thợ sẽ vào lắp cho cháu Lực các bác. Đấy, còn là cái tách thì hiện tại là cháu Lực sẽ lựa chọn là đặt ở chỗ này các bác để cho nó cao hơn cái phần nhà bếp với nhà vệ sinh một chút để cho nó có áp lực nước mà nó đẩy xuống. Cháu Lực đang nhìn thấy em Sử là ở thằng sâu nhà, không biết là em ấy đang làm gì ở đây cô bác ạ. Thời tiết thì kèm theo mưa phùn một chút cô bác, phải nói là khá là lạnh cô bác ạ. Như bây giờ cháu Lực đang ghi hình thì cô bác cũng đã nhìn thấy là xung quanh thì toàn là bao phủ, vây quanh thì toàn là sương mù cả thôi. Đấy, ở đây thì khi mà từ trên kia xuống thì sẽ đi thẳng vào đây là đập vào mắt là một cái ngang cửa mà đi vào phần nhà bếp luôn các bác. Đấy, bây giờ thì hiện tại là lát cửa xong xuôi mọi cái thì cháu Lực xem là chi phí còn bao nhiêu thì sẽ tiếp tục là lấy xi lên để mà láng cái phần sân cho ba ông cháu đó các bác. Thấy cái phần cắt sỏi này thì sẽ tận dụng lại giả dùng để mình láng sân. Hay em Sử thì đang ở đằng sâu nhà này các bác này. Thấy ở đằng sau này thì các anh thợ cũng đã đổ xong cái phần dành cho cháu Lực mọi cái rồi. Ôi, anh chào Sử nhá. Vâng, dạ anh ạ. Rồi, Sử à, đang làm gì đấy? Đang đất để để cho dành nhá, để cho nó cao lên đúng không? Đây. Nào, Sử à, chào các ông bà đi. Từ từ nhá, anh đeo mic cho đã. Chào Sử, xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Thế Sử ra đây lâu chưa? Lâu rồi ạ. Lâu rồi à? Ôi, xuống cái này thì nước nó chả, đất nó chả đi vào rãnh hết à? Để tấm ván đây. Để tấm ván à? Vâng. À. Ông đi đâu rồi? Một mình Sử lên làm ấy. Ông ở nhà ạ. À, cái chỗ này là hôm nọ là nó bị nhô nhô ra một chút này cô bác. Em Sử cũng biết là đào một chút. Ở phần trên thì tất cả mọi cái đào thì nó đã hơi thỏi thỏi rồi cô bác nhá. Thì không sợ là nó bị sạt xuống cả.
ở phần chỗ này thì có còn là khá là hẹp. Ở đây thì khi cái mái hiên này của bác này nước mưa chảy xuống thì nó đi hẳn vào trong rãnh luôn, nó không vào trong nhỉ, vào cái phần bên trong cái phần rãnh của bác nhé. Dầm lại một chút cho nó chắc nhỉ. Vâng. Sử có thấy lạnh không? Không ạ. Không lạnh à? Sử lên đây đào đất thì chắc là không có lạnh đâu các bác. Cuốc này đâu hết rồi Sử ơi? Cuốc ở nhà ạ. Cuốc ở nhà? Nó có cầm lên đây cái nào nữa không? Dưới cái cửa nhà đấy có một à. Cô nữa. Đấy, ở phần trong nhà thì lau đi lau lại khá là nhiều lần của bác này. Bây giờ thì rất là sạch sẽ rồi, rất là bóng luôn. Đấy, nổi lên một cái màu mà nó không phải là đỏ quá, mà nó không phải là màu nhạt quá, như kiểu màu cam cam rồi. Cái nguồn nước này ít đi rồi nhỉ? Vâng. Sắp cạn rồi đấy. Đây mấy cái cục gạch này mình xếp xếp để hẳn vào đây này. Cái gạch này là còn bị vỡ cái gạch này. Lạnh như này trâu thì có lấy thả nữa không Sử? Hả? Lạnh như này trâu có lấy thả nữa không? Không ạ. Ta lấy cho cỏ cho nó ăn suốt ra luôn thôi à? Vâng. Em Hải hôm nay có nhà không? Không ạ. Đi hầu rồi. Đây ở đây thì đáng nhẽ ra là hôm nọ khi các anh thợ vào đổ thì mình nên đào trước thì nó sẽ tiện hơn cô bác. Hay nhưng mà đây cũng được em Sử là em ấy tự nghĩ ra và nên đào cho em một chút. Nên là hôm nay em sẽ đào một chút. Hay ở đây thì trước khi đào thì em cũng dùng tấm ván để mà kê rồi đấy nha, đất không có đi rơi vào trong rãnh nữa. Phần góc bên này thì nó sẽ hơi hẹp một chút các bác, nhưng mà đi ra cái phần này thì không hẹp nữa nha, rất là rộng các bác. Chiều nó đi phải rộng hơn 1 mét rồi. Các con của chú đi học hết rồi à? Mệt nhờ. Cái cô này cũng đá rồi nhờ. Vâng, có đá rồi. Này đào cho nó thỏi thỏi thôi, mình đừng có đào mà. Đừng có đào nó xuống cái dưới chân rồi, mình không có nên đào đi sâu. Vâng.
Ê, cẩn thận nhá, ê. Thật nha, tình yêu nha. Đây tập bán này đạt gì tí. Đất đấy không rơi ông dánh anh em mình không phải hót nữa. Cái chỗ trên này nó hơi nhô nhô ra nhỉ? Vâng. Vào vào mồm nhé, cẩn thận nhá. Đá to đấy nhở. Ui, mùa đông này thì à, khi mà mình bị cái gì đập vào một chút là khá đau á. Cây gai này nếu mà ở trên quê đó luôn các cô bác này, lợn hay là khi mà nhà nào mà đẻ con ấy thì dùng cái này để lên trên cái phần cửa ấy. Ở trên này sử có hay dùng cái cây này để không? Không ạ. Lúc mà lợn mà đẻ ấy? Không ạ. Hay mối dân tộc thì nó có một cái cây mà gọi là tránh tà với lại một cái nét đẹp riêng của bác. Đào chỗ sử xuống là đấy nhỉ? Cho nó hơi thỏi là được đúng không? Vâng. Này có xà beng thì nó tốt hơn, nhưng mà xà beng thì hiện tại là nhà sử thì không có bác. Hay ở đây thì hôm nọ Trần Đức cũng có đào thêm một cái rãnh ở đây các bác nhỉ. Đào cái rãnh này thì để mà khi mà mưa, nước mưa chảy từ trên cây xuống khá nhiều ấy, thì cái rãnh nó sẽ ngăn chặn là cái rãnh đầu tiên. Đấy, cái rãnh này thì nó sẽ chảy đi ra đồi cây mang nứa vầu kia. Cây vầu các bác, đồi vầu kia. Sau một quá thời gian thì anh em cũng gần gọi là cho nó bằng được rồi các bác ạ. Thêm một tí nữa, cào từ đây thêm một tí nữa đi là nó bằng được rồi. Đây. Sử biết sơn nhà không? Biết ạ. Sử biết là mấy anh hôm nọ mà lên lên đo để mà sơn đấy. Mấy nữa nhà của Sử thì có cả sơn nhá. Vâng. Thank you.
mình để cho nó bằng bằng đây, sau một thời gian nữa mình đi lại lại ấy, nó nén xuống rồi mình đổ thêm một lớp bê tông là ok đấy. Nóng hết người đấy nhỉ? Vâng. Bỏ tấm ván đi nhỉ? Đây thì khi mà cháu được là nó lên ấy, thì em xử nhìn thấy là ở trong cái phần mà ngôi nhà mới của mình, chỗ nào mà nhìn thấy nó còn là vướng vướng mắt các bác không có được hợp lý thì em xử là một mình em mới tự xử lý luôn, không cần đợi cháu lực lên nhắc nhở thì em mới xử lý. Sử nhà có ủng không sử? Có ạ. Có à? Mùa này thì đi đâu đeo ủng vào nhá. Vâng. Nó mới không có lạnh chân đấy, đeo ủng trong tất đây. Vâng. Tất thì các bác cũng gửi cho rất là nhiều đúng không? Vâng. Cái đồ các bác gửi cho thì cứ sử dụng đi, đừng có để tiết kiệm ở đấy. Vâng. Vậy sau một quá trình, một quãng thời gian thì mà anh em cũng đã gần lấp xong chỗ này một chút rồi các bác. Đây này cho nó gần gần, cho nó bằng bằng gần gần bằng rồi, máy nữa mà
một hai ba hôm nữa xong cái đất của nó chặt xuống thì mình có thể là đổ bê tông lên luôn này. Cào từ đây đi nhá. Ui. Đấy, thanh niên này là sắp có nhà mới đấy nhở? Xe để đâu ấy, xử xe vào xử ấy? Để nhà chú ạ. Để nhà chú à? Ok đúng không? Đi lại cho nó chặt một chút. Đấy, cái phần mái ở đằng sau này thì nó cũng không quá là đi vào sát tường quá, thành ra là trong lúc mà mình đi thì nó không có mưa như này thì nó không có bị ướt. Mệt đấy nhở? Vâng. Dân tộc Mông là không có để bàn thờ đâu nhở? Không thể đâu ạ. Hôm nào mà xong phần cửa này thì anh em mình đi xuống dưới huyện nhá. Anh em mình đi chọn bàn ghế nhá. Vâng. Đấy, ở đây thì anh muốn đích thân là em đi lựa chọn màu nào cho nó đẹp nhất. Vâng. Đấy, mình lựa chọn màu nào mà cho nó tương đồng với cả ngôi nhà, cả khung cửa sổ đấy nhá. Vâng. Ở đây thì cái khung cửa sổ thì nó sẽ tương đồng với lại cái màu gạch. Thì đợi vài hôm nữa khi mà anh em thợ lên lắp cái phần cửa sổ thì có bác sẽ biết rằng là cái màu cửa nó sẽ như thế nào các bác nhá. Hiện tại thì cháu Lực chưa thể bật mí được. Bật mí thì nó sẽ không có hồi hộp cho lắm. Vứt cái bao tải đi này. Bao tải nó nọ chở gạch chứ nhỉ? Vâng. Đấy, cái ránh này thì chỉ có gọi là làm cho nó không có bị sau này nó có một nguồn đến cái mùa nước mà nó chảy ra như này các bác này thì nó sẽ không có chảy đi phần móng nhà nữa. Đấy, nước thì nó chỉ dò đến tầm mà đến đây thôi các bác này. Đấy, hiện tại thì nó vẫn còn chảy một chút. Nhưng mà anh nghĩ cái nguồn nước này là dò từ trên nhà trên kia xuống mà. Không biết. Chắc có khi là dò một chút đấy. Tại vì là nhà ở trên kia này là
Nhà đấy là dùng cái nguồn nước của nhà đấy thẳng là sau lưng của nhà sử luôn. Hay người ta không có làm ránh gì cả. Ránh làm ránh thì làm ránh bằng cái ránh đất thôi. Ở đây thì hôm nọ là cũng để một cái ống nước ở đây nhá. Vâng. Lúc nào mà nó tắc thì mình ra đây khều khều một chút. Vâng. Đây thì hiện tại nó đang tắc rồi đấy. Cái nguồn nước của nhà sử này thì rất là ấm các bác ạ. Mặc dù là mùa đông rồi nhưng mà đáng lẽ sửa vào nước là phải nó cực kỳ là buốt, nhưng mà nó lại trái ngược, lại ấm lên. Đây thì chỗ này tôn phần tôn nó dư ra khoảng tầm độ là 50 phân các bác nhá. Thì sau này mình để dép vào đây mọi cái thì sẽ không có sợ là nó bị ướt rồi. Chỗ này như kiểu đổ bê tông rồi ấy nhở? Như kiểu đổ bê tông, mình như kiểu mình đổ bê tông ở đây. Thế còn ở đây nếu mà đổ sân để sửa là phải đào đất thấp xuống một chút. Cho nó bằng cái chỗ này này. Chỗ này thì hôm nọ là mình đổ ra được một ít rồi chỗ này ấy. Bây giờ thì hai anh em đã dọn xong cái phần giấy và ngôi nhà một chút rồi các bác. Bây giờ thì đi lạnh quá đi xuống nhà của sửa là sửa ấm một chút đó các bác ạ. Cái nhà sử thì chắc là hiện tại bây giờ chỉ có tầm độ 5 độ C thôi. Cái lạnh kèm theo cả mưa phùn nữa, thành ra là lạnh rất là nhiều. Ôi, sửa lại đường một tí chú ơi, đây này. Ui, đinh này, chỗ này là cẩn thận đã đinh này. Để ra bên này một chút ạ. Của em sửa thì trước khi mà vừa mới đào phần nền nữa các bác ạ. Đấy, do là anh em hất đất từ trên này từ trên kia xuống ở đây khá là nhiều, chú không có lấy được xe xuống, chú cũng rất là thông cảm, không nói gì để cho mấy anh em hoàn thiện trong cái phần là đào nền. Chỗ này thì cua cũng ghê chứ nhỉ. Bây giờ thì khi mà hoàn thiện cái ngôi nhà thì ở trên đã có một cái ngôi nhà mà phải nói là đẹp đẽ rồi các bác, nhưng mà xung quanh thì hiện tại là còn rất là nhiều những cây trống và mấy anh em chỗ thì là dọn dẹp đi vào hết. Cái cây này thì sau này có thể tận dụng lại để mình làm chuồng trại trên này cũng được. Bây giờ nhìn độ tầm là được tầm 10 mét thôi cô bác ạ. Bây giờ sương mù khá là dày đặc. Đấy, từ đây nhìn xuống nhà của
ba ông cháu thì nhìn thấy muốn cái máy tóc máy nóc của cái phần nào Pro một chút thôi. Trước kia thì là cái nguồn nước này phải nói là chảy khá to các bác, nhưng mà bây giờ chỉ còn chảy là một chút thôi. Còn nữa đến tầm mùa tháng 3 đến tầm tháng 5 ấy thì nồi hồ nước này sẽ không có chảy nữa. Nhưng mà ở đây thì cũng rất là may là còn cái tách này, phải nói là cái tách này là cái tách mà đầu tiên nó được thực hiện cái chương trình của ngôi nhà 36 của nó, là được bà Vương Kim Thanh là gửi tiền cho cháu Lực để được thực hiện cái chương trình đầu tiên mới đầu mà lên gặp 36 của bác. Cháu Lực rất là biết ơn và rất là nhớ nhớ đến bà Vương Kim Thanh từ khi mà cháu Lực vừa mới lập kênh đến thời điểm hiện tại, thì bà lúc nào cũng luôn luôn là đồng hành cùng cháu Lực để đi chia sẻ thêm rất là nhiều hoàn cảnh khác nữa. Đấy, bây giờ thì cái phần cỏ này có bác này, em chuyển phải đi tận trên rừng để lấy về. Sử cỏ này đi tận đâu để lấy về sử? Dưới kia. Lấy ruộng kia. À, tít dưới kia đúng không? Trên tay thì đi một lúc thôi rồi là đỏ hết cả da rồi. Nhà của em Sử thì cũng được em dọn dẹp rất là sạch sẽ cho các bác này. Trong nhà thì hơi tối một chút. Mất điện à? Cái bóng đèn này kia thì có bị gì sao không? Không. Không à, vẫn còn dùng tốt đúng không? Đây đóng cái gì nè? Đóng lên đây. Ủa chị vai á? Ồ. Cái nguồn nước này thì bây giờ là trâu là phải đun nước ấm để cho nó uống rồi cô bác ạ. Không thể là uống được nước lạnh nữa. Trên vùng cao thì vào mùa đông cô bác chỉ biết là quay cuồng bên cái bếp lửa như này thôi. Bây giờ nếu mà mua cái đèn sưởi ấm nghe này cô bác này, đèn sưởi đấy ăn tiền điện rất là cao, thành ra là bà con không có ai mua cái đèn đấy cả. Ông thì hôm nay là không có đi đâu cả, các bác ạ, lạnh quá thì chỉ có trong nhà thôi. Còn chiều tối thì chắc là vẫn phải đi lấy cỏ cho trâu, đi lấy rau cho lợn nhỉ. Sử thì chiều tối là phải đi lấy cỏ à? Ừ. Ui, đi lấy cỏ như này là phải đi ủng đeo băng tay hết đầy đủ nhá. Ừ. Không mà lạnh lắm đấy. Đấy, trước kia thì các em đi lấy củi hay là đi lấy cỏ mùa đông thì cô bác này thì còn không có đeo trên mình là những cái tất đội ủng mà, tại vì là cái đợt đấy thì cháu Lực cũng chưa có lên gặp và em Sử, thành ra là chưa có chia sẻ cái hoàn cảnh của em Sử lên. Trong thời gian này thì khi mà cháu Lực với bạn Trình lên chia sẻ thì cũng được rất là nhiều cô bác anh chị là vừa gửi quần áo này, vừa gửi những cái đồ sinh hoạt cho các em, thì bây giờ các em cũng đã phải là gọi là đến năm nay, thì đến thời điểm hiện tại là đến mùa đông năm nay thì khi mà các em đi lấy cỏ hay là đi làm gì thì các em cũng có đôi ủng hay đôi găng tay để đeo rồi. Năm nay thì có khác hơn năm trước không Sử? Có. Có à? Ừ. Năm nay thì khác khác về cái gì thì nói cho anh nghe xem nào. Khác có quần áo để mà. Cái gì nữa? Có nhà. Có nhà luôn à? Vâng. Điều mà khác nhiều nhất là nhà đúng không? Vâng.
Đấy, chỉ xong độ tầm hơn một anh sẽ hứa với em là tầm một tuần nữa thôi thì là ngôi nhà của em sẽ vào hoàn thiện hết. Đấy, bây giờ thì đợi hôm nào mà trời nắng nắng ấy thì anh em mình khi mà đội sơn ấy mà lên bảo là sơn được nhà rồi thì anh sẽ vào sơn nhà. Sơn nhà của em chắc độ tầm 2 ngày thì là xong. Đấy, sơn nhà ở đây thì anh cũng chọn những màu sơn mà phải nói là cực kỳ mà xịn và cái tiền công của nó thì cũng rất là cao. Đấy, ở đây thì nếu mà anh em mình biết sơn ấy thì anh em mình tự sơn thì nó sẽ rẻ hơn, mình chỉ mua cái sơn thôi. Đấy. Nhưng mà đằng này mình mua sơn thì nó cũng đắt rồi. Đúng, mua sơn đắt rồi, thành ra là mình phải thuê thêm thợ sơn thì người ta mới sơn, người ta mới sơn thì nó đẹp được, ngôi nhà được. Đấy. Ở đây thì tiền sơn thì các bác là gửi ra cho anh riêng nhé. Nghĩ rất là xa khi mà làm xong ngôi nhà của em lên rồi, sợ rằng là mai sau là nó sẽ bị là thí dụ như là bị nước nó ngấm vào ấy thì các bác cũng mua sơn là sơn chống ngấm luôn đấy. Đấy, cái sơn này thì một khi mà mình vẽ cái gì bẩn lên tường ấy thì mình lâu cái là nó hết luôn. Đấy thì cái tiền cái sơn các bác thì đáng lẽ ra là nếu mà ở như ở gần huyện thì người ta sẽ lấy một cái giá khác, nhưng mà ở đây là nó ở trên vùng cao, ở trên bản, thành ra là người ta lấy một cái giá khác nữa. Ở đây thì còn ở trên bản, còn ở gần của nhà của em sửa nữa, thành ra là khi mà mấy anh em thợ mà lên sơn mà chưa có xong ấy thì anh em thợ lại phải ngủ lại thì tiếp tục là sơn. Ở đây thì khi mà anh em thợ ngủ lại thì anh em thợ là tự lo tiền ăn này, tiền uống mọi cái rồi thì mới đắt ở chỗ đấy cô bác. Đấy, còn những cái tiền sơn thì hôm nọ cháu Lực cũng đã công khai lên một lần rồi, là có bác nào ủng hộ cho ba ông cháu rồi. Bây giờ thì Sử vẫn chưa biết là về cái phần cửa sổ của mình, sơn của mình là vào màu nào đó nhỉ. Hôm nọ thì anh cho em nhìn màu sơn thì đã nhớ chưa? Sơn thì bố biết rồi nhỉ, nó dạng như kiểu màu cho một chút này. Đấy, một màu này như kiểu màu cho này, còn một màu thì nó như kiểu là màu này, trắng trắng sữa sữa một chút, trắng sữa. Ở đây thì nếu mà vào mùa đông thì đêm thì đi ngủ tầm mấy giờ đi ngủ? Tối thì ngủ nhỉ? Tối thì ngủ à? Ăn cơm thôi đi ngủ à? Vâng. Thế có điện thoại thì xem mà tầm mấy giờ thì đi ngủ? Không xem là mấy hôm nay lạnh. Mấy hôm nay lạnh nhỉ? Vâng. Thế em cho anh hỏi mấy năm trước mà lạnh thì cái quần áo của em ấy thì có nhiều cái để mặc không? Mùa đông năm trước ấy? Không có đâu. Có nhiều quần áo như năm nay không? Không có đâu. À, như nếu mà thời điểm năm trước mà khi mà cháu được lên các bác bán gặp em sửa vào mùa đông năm nay ấy, thì nhìn còn phải nói là khi mà anh nhìn thì còn là rất là xót xa luôn các bác. Các em đi lấy củi, đi lấy cỏ hay là đi làm việc gì không có đồ bảo hộ thì đi theo cả. Hay ở đây thì cháu Lực ở trên vùng cao luôn thì cháu Lực hiểu được cái cảnh này khá là gió, tại vì hồi nhỏ cháu Lực thì cũng không có khác gì em sử cả. À, gia đình thì cũng có khá giả gì cả, thì mỗi tội là các em sử một điều rất là lớn là có tình yêu của bố với lại mẹ thôi. Nhưng em sử thì chỉ có thiệt thòi ở cái điểm đấy nữa. Còn cái thức phim này thì cũng khá là dài rồi các bạn, ngồi sưởi ấm, ngồi nói chuyện với ông với lại em Hải. Em sửa thêm một chút, em Hải thì hiện tại là đang đi học rồi. Hay mấy đứa thì ở trong nhà đấy thì khi mà chuyển đến nhà mới thì anh nghĩ là sẽ lấy cái bàn học đi, thì hai anh em sẽ học ở trên đấy luôn. Vâng. Ở đây thì buổi tối thì chắc là không có ngủ đây nhiều này, chỉ ngủ ở trên đấy thôi. Vâng. Ở trên đấy thì cũng có bếp củi một cái. À, sưởi ấm xong là cũng là đi ngủ được. Vâng. Còn như trâu lợn gà thì mình có thể là để đây. Nhưng mà để đây thì có sợ mất không? Không. Không sợ mất được đúng không? Vâng. Từ trước đến giờ thì đã có vụ trộm nào ở trên đây chưa? Chưa. Chưa. Vâng. Đấy, có thể là trước kia là gia đình của nhà sử ấy không có gì, thành ra là không có ai dám trộm. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, đến năm nay thì phải nói là phải cẩn trọng hơn một chút. Đấy, ở đây thì khi mà anh chia sẻ em lên đấy thì hầu như là sáng này thì ai cũng đi vào theo dõi kênh của anh rồi. Thành ra là ai cũng biết là cuộc sống của các em là bây giờ dần ổn định hơn và có thứ này thứ nọ rồi. Đấy, khi mà anh nhận được một cái phần quà nào đấy, anh quay video lên thì người ta đều biết hết. Đấy, ở
đây thì nếu mà em ngấm, anh mà ngấm ngầm mà cho em thì người ta sẽ không có biết, cái kẻ gọi là kẻ gian đấy, kẻ gian anh thì người ta không có biết, nhưng mà anh phải quay video lên là để cho các bác gửi quà gửi đồ cho em là biết là anh đã trao quà tới cho tay của các em xem là các em có thích không, có ưng không đó. Và em ngồi sớm một chút thì Trần Lực cũng sẽ lại phải di chuyển là đi về thôi các bác ạ. Bây giờ thì hiện tại là cũng khá là muộn rồi, gần 4 giờ chiều rồi đấy các bác, gần là 4-5 giờ rồi. Bây giờ thì vào mùa đông thì 4-5 giờ thì rất là tối rồi, sợ là cũng chuẩn bị là nấu cơm đấy nhỉ. Nấu cơm là đợi em Hải với ăn cơm xong là đi ngủ ra. Ở đây thì Trần Lực cũng đọc được một số bình luận nói rằng là ăn cơm rất là sớm hay ra đi ngủ rất sớm các bác, sống như kiểu là một vị đại gia ấy. Nhưng mà không có phải, ở đây thì cháu Đức cũng đã nói lên rất là nhiều lần rồi, bà con ở trên này thì ăn cơm sớm, đi ngủ sớm, nhưng mà buổi sáng sớm người ta đã dậy từ rất là sớm rồi, có khi là dậy từ 4 giờ 5 giờ đã nấu cám lợn hay là đi làm những công việc gì rồi các bác. Đấy, cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ, có lẽ là cháu Đức cũng xin được kết thúc cái thước phim này ở đây cho cô bác, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác chị. Chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.